ngày 14 tháng 12 tại khu di tích quốc gia đặc biệt An Toàn Khu, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã dự lễ khai mạc Ngày hội Văn hóa Quân dân. Cùng dự có Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Lê Chiêm, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Trung tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, đồng chí Võ Hồng Bắc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên và đại biểu các bộ, ban, ngành và địa phương. Ngày hội văn hóa quân dân có 30 gian trại trưng bày hình ảnh về hoạt động của tuổi trẻ các đơn vị gắn với tinh thần đoàn kết quân dân, các đề tài sáng kiến hiệu quả, các sản phẩm tăng gia tiêu biểu, các ấn phẩm sách, tư liệu truyền thống của quân đội và Tổng cục Chính trị, các tác phẩm đạt giải cao của hai cuộc thi tìm hiểu 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam cấp toàn quân và cuộc thi video clip tuyên truyền về chủ đề tuổi trẻ quân đội học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, biểu diễn màn chống hội, đồng diễn võ thuật, đồng diễn súng, các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, trò chơi dân gian như múa tắc xình, múa sạp, hát then, hát xì lượn, ném còn, đi cà kheo, kéo co nhằm tái hiện những nét sinh hoạt văn hóa do nhân dân sáng tạo trong quá trình lao động sản xuất và truyền thống đánh giặc giữ nước của cha ông ta trong lịch sử dân tộc. Quân chủng Hải quân tham gia Ngày hội Văn hóa quân dân trong nội dung hội trại truyền thống Quân với dân một ý chí. Gian trại của tuổi trẻ Hải quân trưng bày 30 bức ảnh với chủ đề người lính Hải quân với nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, thềm lục địa của Tổ quốc. Các mô hình tàu Hải quân, đề tài sáng kiến tiêu biểu của tuổi trẻ Hải quân trong những năm gần đây. Cục Chính trị Hải quân đã được ban tổ chức tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong tổ chức tham gia cuộc thi tìm hiểu 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, đạt giải A hội trại truyền thống và đã có 1.500 lượt người tham quan trại tuổi trẻ Hải quân.